Nay Lý Hùng muốn chia sẻ những gì mà Lý Hùng biết, Lý Hùng đã áp dụng cho tất cả mọi người biết nha. Đặc biệt là những người mà đang bị mắc bệnh tiểu đường. Thời gian mà Lý Hùng nhớ không lầm là cơ thể Lý Hùng nó thay đổi rất là nhiều nha. Nó uể oải nè, rồi nó mệt mà thậm chí mờ mắt, thỉnh thoảng cũng tê bì chân tay nữa. Không biết lý do tại sao. Mà Lý Hùng có nghĩ đó, chắc lẽ mình bị suy nhược cơ thể hoặc mình làm việc nhiều quá đó. Cả nhà biết không, cái triệu chứng đầu tiên là khô họng khát nước. Khi mà uống nhiều nước là cả nhà biết rồi, thì phải đi toilet nhiều, đi tiểu nhiều. Ban ngày thì không sao, nhưng mà ban đêm phải đi tiểu đến 4-5 lần thì không ngủ được, sức khỏe rất là ảnh hưởng, làm cho mình suy nhược cơ thể, thần kinh mình nó vân vân nhiều thứ lắm. Thì sáng thức dậy không làm được gì hết. Cái triệu chứng thứ hai là rõ rệt nhất là mờ mắt. Trước đây Lý Hùng nhìn xung quanh bình thường lắm, mình cứ cảm giác như mắt mình nó mờ mờ sao đó, một có một cái làn mây gì đó. Sau đó Lý Hùng mới đến bệnh viện khám thì kết quả của bác sĩ đưa đến là đường huyết Lý Hùng 11.3 luôn. Thời gian vừa rồi Lý Hùng bị stress rất là nặng về cái bệnh lý của mình. Lý Hùng rất là may gặp được bác sĩ giỏi về khoa niệu chuyên trị về bệnh tiểu đường, và đây chính là bí quyết sống khỏe chứ bệnh tiểu đường của Lý Hùng trong suốt thời gian qua, đó là sữa hạt tiểu đường Ovisure Diabetes. Cái sữa Ovisure Diabetes này là khác những cái vị sữa khác thông thường nha các bạn. Cái ngọt bùi từ các loại hạt nè, thứ hai là vị ngọt từ đường cỏ ngọt nè, mà rất là tốt cho những người bị tiểu đường. Uống vào sẽ ổn định đường huyết, tốt sức khỏe, và uống sữa Ovisure Diabetes này vào sẽ tốt cho đường huyết nè, và tăng cường sức khỏe cho người bị tiểu đường nè, và đặc biệt là thỏa mãn cơn thèm ngọt của người bị tiểu đường nè. Đúng như là mong đợi đó, từ lúc mà Lý Hùng bắt đầu uống sữa Ovisure Diabetes này, Lý Hùng cảm nhận được hiệu quả rất là nhanh cực kỳ luôn á. Tháng đầu tiên là còn xuống là 9.2, tháng thứ hai là còn 7 chấm. Đây nè, Lý Hùng mới vừa đi kiểm tra về nè, đã tháng thứ ba chỉ còn 6.2 thôi. Đó, thực sự là Lý Hùng rất phấn khởi luôn á. Khô họng và khát nước giảm rất là rõ rệt nha, giảm từ từ nha. Và đặc biệt là đi tiểu đêm, hồi xưa một đêm ngủ là phải đi tiểu đến 3-4 lần, và bây giờ chỉ một lần đi tiểu trước khi ngủ thôi, ngủ một giấc im ru tới sáng luôn. Điều thứ hai mà khi Lý Hùng dùng sản phẩm này, Lý Hùng thích lắm, đó là cải thiện được cái thị giác của mình. Trước đây mình cứ nhìn mờ mờ, mình rất là khó chịu á. Bây giờ nó cải thiện rồi, mình sẽ nhìn thấy rõ hơn. Cả nhà mình ơi, cả nhà Lý Hùng nhắc lại một lần nữa nha, cả nhà mình nên biết sữa Ovisure Diabetes này phải có thời gian dài để cắm từ từ vào để ổn định đường huyết, chứ mình đâu có đòi hỏi mà tự nhiên chỉ số đường huyết đang 11 mà xuống giảm liền xuống số 6 là rất nguy hiểm cho cơ thể. Mà đặc biệt cái sản phẩm này đó, hiệu quả sẽ lâu dài và ổn định, là đảm bảo những cái triệu chứng cũ sẽ không tái phát trở lại luôn á. Cái điều quan trọng nhất là giảm được cái lượng uống thuốc tây hàng ngày á. Khi mà đường huyết mình ổn định rồi á, mình sẽ bớt những cái biến chứng nha, như là huyết áp nè, gan thận nè, thì thuốc tây, cái lượng thuốc tây sẽ giảm đi. Và đặc biệt khi dùng sản phẩm Ovisure Diabetes này đó, cái ổn định cái đường huyết 6 chấm thì sản phẩm này quá tuyệt vời, đúng không cả nhà? Những ai đang gặp tình trạng mà cái đường huyết không ổn định nè, ăn kiêng mà quá mức vì bệnh tiểu đường thì nên dùng cái sản phẩm Ovisure Diabetes thì ngay đi, nó sẽ cải thiện dần dần, ổn định đường huyết, tăng cường sức khỏe nè, và ăn được ngủ được luôn nè.